Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại trở lại với một chuyên đề về phụ nữ Nam Trung Bộ. Và đây là phần 3. Phần 3 có tựa đề là giai đoạn từ 1939 đến 1945. Ở phần 3 này chia làm hai giai đoạn. Một là phong trào cách mạng từ giai đoạn 1939 đến 1945 và phong trào cách mạng khởi nghĩa giành chính quyền. Đầu tiên, vào tháng 9 năm 1939, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Đế quốc Pháp nhanh chóng đầu hàng phát xít Đức. Hiệp ước Pháp-Nhật ngày 23 tháng 9 năm 1940 đã chấp nhận yêu cầu của Nhật chiếm đóng những vị trí xung yếu của nước ta. Từ đó, nhân dân Việt Nam phải sống cơ cực giữa hai tầng áp bức của đế quốc phát xít Nhật và bè lũ tay sai. Kể cả thực dân Pháp. Thực dân Pháp thì dùng chính sách cai trị thời chiến vơ vét đến mức tối đa nhân tài vật lực của nước ta để vừa cung đốn cho Nhật, vừa để chuẩn bị giành lại Đông Dương. Bọn chúng thẳng tay đàn áp, đánh phá các tổ chức đảng, các đoàn thể quần chúng, bắt bớ giam cầm hàng loạt đảng viên và quần chúng cách mạng. Những tù chính trị mãn hạn lại bị tập trung quản thúc ở các khu an trí. Chúng xóa sạch quyền tự do dân chủ mà nhân dân ta đã giành được trong những năm 1936-1939. Chúng bắt lính, mộ phu đi chết thay cho chúng ở Pháp, đánh nhau với Simla ở biên giới Lào và Campuchia. Phát xít Nhật có động cổ động Rumbeng thuyết gọi là Đại Đông Á, như là đồng văn, đồng chủng, dùng nhiều thủ đoạn xảo quyệt để tạo cơ sở chính trị xã hội, lôi kéo người chủ quan lại tư sản, lập các tổ chức thân Nhật. Trước tình hình đó, Hội nghị Trung ương lần thứ 6 tháng 11 năm 1939 nhận định bước đường sinh tồn của các dân tộc Đông Dương không còn con đường nào khác là con đường đánh đổ đế quốc Pháp, chống tất cả ách ngoại xâm, vô luận da trắng hay da vàng, để tranh lấy giải phóng dân tộc và dự bị những điều kiện bước tới làm cách mạng giải phóng dân tộc. Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Thống nhất phản đế Đông Dương. Về công tác phụ nữ, Trung ương Đảng ra nghị quyết phải vận động phụ nữ tổ chức các hội phụ nữ phản chiến, phản đế, hội cứu tế để giúp đỡ nhau, nhất là giúp đỡ những nạn nhân do chiến tranh gây ra, đòi trợ cấp đầy đủ cho vợ con lính, đòi trả chồng con chống đế quốc chiến tranh, đòi hòa bình. Những nơi nào có nữ đồng chí và hội phụ nữ phải tổ chức ngay được Ủy ban Phụ nữ để lôi kéo tất cả các tầng lớp phụ nữ vào hội. Điều cần hơn hết là phải liên lạc cho được những người vợ lính và những người chồng của họ sắp đi vào lính, lấy danh nghĩa giúp đỡ nhau trong khi chồng con họ vắng mặt. Tình hình và nhiệm vụ rất khẩn trương nặng nề, nhưng đại đa số cán bộ đảng viên đều bị bắt bớ giam cầm hãm hại. Nhiều đảng viên đảng bộ liên tục bị phá vỡ, mất liên lạc với cấp trên. Nhưng dần dần những đồng chí ở tù ra cùng với số đồng chí và quần chúng còn lại chấp nối tiếp tục xây dựng cơ sở, xây dựng lại phong trào. Một số nữ đảng viên và hội viên các cơ sở cách mạng vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc nuôi dấu, chấp nối liên lạc, tạo điều kiện cho cán bộ hoạt động. Trong lúc này, ở Quảng Nam có các chị Võ Thị Hồng, Sâm, Phan Thị Nể, Phạm Thị Đợi, Nguyễn Thị Phi, Trần Thị Nguyên, Thái Thị Thừa và một số chị khác được phân công làm giao thông liên lạc đi xây dựng cơ sở. Cuối năm 1939, các đồng chí Hoàng Thị Ái, Nguyễn Thị Nông, sau đó là đồng chí Nguyễn Thị Tiễn cùng số đồng chí khác được sứ ủy phân công vào Đà Nẵng tổ chức tiến tài liệu của Đảng và bắt liên lạc với tỉnh Quảng Nam. Bí lô, các đồng chí đều lần lượt bị bắt. Tháng 10 năm 1940, tỉnh ủy Quảng Nam chuyển định hướng hoạt động bí mật. Từ đó, cơ sở Đảng và các đoàn thể được phục hồi và phát triển. Quế Sơn là nơi có phong trào khá nhất. Ở Tổng Thuận An đã thành lập phụ nữ phản đế riêng chi bộ xã Thạch Thượng do đồng chí Võ Thị Hồng Sâm làm bí thư, đã tổ chức được 10 tổ quần chúng, trong đó có 3 tổ nữ. Từ tháng 9 năm 1939 đến 1943, Đảng bộ Quảng Ngãi 5 lần bị đánh phá. Tuy vậy,
một số đảng viên và cơ sở quần chúng, còn lại tìm cách liên lạc. Đồng chí Nguyễn Thị Thông ở Nghĩa Hành đã tìm cách liên lạc lại với Sứ ủy và Tỉnh ủy lâm thời mới được thành lập do đồng chí Nguyễn Công Phương làm bí thư. Năm 1939, các đồng chí Phạm Thị Trinh, Phan Thị Hưng và một số đồng chí khác ở Sơn Tỉnh, Tư Nghĩa đã nuôi dấu đồng chí Nguyễn Năng Lực vượt ngục trở về tìm bắt liên lạc với tỉnh. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, đồng chí Lự lại bị bắt. Đồng chí Phạm Thị Trinh cùng một số đồng chí khác cũng bị bắt theo. Tháng 4 năm 1939, Sứ ủy Trung Kỳ điều hai đồng chí Tô Thị Sương và Lê Thị Thuận vào Ninh Thuận đặt trạm liên lạc, móc nối với các đồng chí Trần Thi, Nguyễn Hữu Hương đang hoạt động ở địa phương. Sáng ngày 22 tháng 11 năm 39, đồng chí Sương bị bắt. Mặc dù bị tra tấn hết sức dã man, đồng chí vẫn không khai báo. Đồng chí Trần Thị có một cơ sở từ năm 1928 đến 1931 được phân công tiếp tục làm liên lạc, nuôi dấu đồng chí Trần Hữu Dực, ủy viên Sứ ủy Trung Kỳ đang chỉ đạo phong trào ở cực Nam Trung Bộ. Ở Gia Lai, năm 1939, đồng chí Trần Ren, đảng viên thuộc chi bộ Tân Định Sài Gòn, đồng chí Phan Thị Út, tức Thủy Tú, đảng viên ở Huế vào tránh lưới mật thám, đã đến các đồn điền hoạt động. Sau đó các đồng chí kết nạp đồng chí Lâm Thị Nỡ, tức Tám Cống, thành một nhóm đảng viên để xây dựng hội ái hữu, tương trợ, bóng đá, v.v. Tháng 5 năm 1940, chi bộ thành lập Hội Cứu Tế Đỏ gồm 7 hội viên. Hội Cứu Tế Đỏ đã chỉ đạo hơn 30 cuộc đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm, chống ngược đãi. Nhiều cuộc giành thắng lợi, tiêu biểu là ở đồn điền Bảo Cản. Chị Lâm Thị Nỡ đã vận động chị em phân xưởng sấy đấu tranh đòi làm 3 ca, mỗi ca 8 giờ. Bà Ân ở vườn chè lãnh đạo chị em đấu tranh đòi giảm giờ làm từ 14 giờ xuống 10 giờ trên một ngày. Chính sách bóc lột, vơ vét, đàn áp, bần cùng hóa nhân dân của bọn thống trị đã làm cho mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với đế quốc Pháp và phát xít Nhật cùng bè lũ tay sai ngày càng sâu sắc. Vào tháng 11 năm 1940, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 vạch rõ kẻ thù nguy hiểm của nhân dân Đông Dương là phát xít Pháp Nhật và xác định nhiệm vụ trước mắt của Đảng toàn dân là chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang để giành chính quyền. Các cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ, Đô Lương liên tiếp nổ ra, ảnh hưởng mạnh mẽ đến tinh thần cách mạng của nhân dân của Nam Trung Bộ. Chị em bí mật quyên góp tiền ủng hộ các cuộc khởi nghĩa nói trên. Tháng 11 năm 1940, đồng chí Đỗ Sáng, sau khi nhận được tài liệu do đồng chí Phan Đăng Lưu, ủy viên Sứ ủy Trung Kỳ giao về Quảng Ngãi hoạt động, được một số phụ nữ ở Sơn Tịnh nuôi nấng che giấu, giúp đỡ thanh niên rèn đúc vũ khí để luyện tập quân sự, nhưng bị lộ 70 người đã bị bắt. Năm 1940, đế quốc Pháp bắt thanh niên Việt Nam đi lính sang đánh nhau với Đức, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng không một đồng xu, không một người đi lính cho đế quốc chiến tranh. Các mẹ các chị đã vận động chồng con bị bắt lính đang tập trung ở cầu Chiêm Sơn thuộc Duy Xuyên Quảng Nam đấu tranh đòi bọn cầm quyền phải đảm bảo đời sống, phản đối đánh đập. Khi bọn Pháp đưa về Đà Nẵng, 5.000 anh em lính đấu tranh quyết liệt không chịu xuống tàu sang Pháp. Cuộc đấu tranh đã có ảnh hưởng lớn ra cả miền Nam. Phối hợp với gia đình và binh lính, anh chị em công nhân xe lửa nhiều nơi đã đấu tranh quyết liệt. Công nhân để bô ở Tháp Chàm, Ninh Thuận, Diêu Trì và các ga Quy Nhơn, Phú Mỹ, Tam Quan ở Bình Định tìm cách trì hoãn giờ chuyển bánh của một số đoàn tàu chở thanh niên Việt Nam sang Pháp làm bia đỡ đạn, tạo điều kiện để thân nhân họ kịp đến đấu tranh đòi chồng con ở lại. Ở Bình Định, từ tháng 2 đến tháng 4 năm 1940, thanh niên một số làng thuộc tổng Thuận Truyền ở Tây Sơn, Bình Quang ở Vĩnh Thạnh, Vạn Dinh ở Phú Mỹ đánh đuổi bọn Nha Lại về bắt lính. Tại Hoài Nhơn, chị em tìm cách che chở cho số thanh niên các làng An Đỗ, Tường An, An Sơn, Cường Lễ chạy lên núi chống bắt lính. Dưới lúc nhân dân ta trên xiết dưới hai tầng áp bức Nhật Pháp, tình hình cách mạng trong nước đang rất khẩn trương, bức xúc, thì ngày 8 tháng 2 năm 1941, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã bí mật về nước
trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng. Từ ngày 10 đến 19 tháng 5 năm 1941, người chủ trì hội nghị Trung ương lần thứ 8, hội nghị nêu rõ, trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp trâu ngựa, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi được. Hội nghị nhận định chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm lúc này và chủ trương thành lập mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh, gọi tắt là mặt trận Việt Minh và đoàn thể Trung Quốc. Ngày 16 tháng 6 năm 1941, tiếp tục truyền thống của các tổ chức phụ nữ tiền thân, Đoàn Phụ nữ Cứu quốc ra đời với tôn chỉ mục đích là đoàn kết hết thảy các chị em phụ nữ yêu nước Việt Nam để mưu lợi ích hàng ngày của phụ nữ, để cùng các đoàn thể khác đánh Pháp của Nhật làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập. Trước tình thế khẩn trương, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã kêu gọi dân ta một cổ đôi trọng, đã làm trâu ngựa cho Tây, lại làm nô lệ cho Nhật. Hiện thời muốn đánh Pháp Nhật, ta chỉ có một điều là toàn dân đoàn kết. Việc cứu nước là việc chung, ai là người Việt Nam thì phải kề vai gánh vác một phần trách nhiệm. Người có tiền góp tiền, người có của góp của, người có sức góp sức, người có tài năng góp tài năng. Thi hành quyết Trung ương Đảng và hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, tình hình trong nước chuyển biến mạnh. Mặc dù đồng chí lãnh đạo tỉnh huyện lần lượt săn lưới vào tay giặc, nhưng những đồng chí còn lại vẫn tìm cách hoạt động. Sớm bắt được liên lạc với cấp trên, vào tháng 10 năm 41, tỉnh ủy Quảng Nam đã họp tổ chức chuyển các tổ chức thanh niên phụ nữ phản đế tổ chức cứu quốc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của mặt trận Việt Minh. Các nơi trong tỉnh, cứ ở đâu có tổ chức đảng là ở đó có tổ chức phụ nữ cứu quốc. Tháng 10 năm 1941, Quảng Nam có 150 đoàn viên phụ nữ cứu quốc, 1.900 hội viên và các đoàn thể mạnh nhất là ở hai huyện Quế Sơn và Tam Kỳ. Dưới sự lãnh đạo của các đảng bộ, phong trào phụ nữ được tổ chức với nhiều hình thức phong phú. Ngoài phụ nữ cứu quốc còn có các tổ chức tương tế, nhóm học quốc ngữ, tổ đọc sách báo, nhóm tiểu thương, nhóm quân pháp, trở tang, v.v. Nhiều chị em tham gia tự vệ, luyện tập quân sự, ủng hộ Việt Minh, lập chiến khu, đọc thơ ca cách mạng, kể chuyện hoạt động phụ nữ ở các nơi, dàn áp phích, giải chuyến đơn. Nam nữ thanh niên hát đối đáp với chương trình Việt Minh, đi nghe lãnh đạo nói chuyện, vận động mua vé xổ số Trung Quốc do Việt Minh phát hành, quyên góp ủng hộ tổ chính trị ở nhà lao Hội An, Vĩnh Diện. Việc đấu tranh chống thu mua thóc, bông, đậu phụng với giá rẻ mạt thu hút cả phú nông và địa chủ nhỏ tham gia. Cùng với chị em ở đồng bằng, chị em các dân tộc miền núi cùng vót trông, rèn vũ khí, đảm nhiệm công tác giao thông liên lạc, tiếp tế nuôi dưỡng cán bộ. Tháng 2 năm 1942, đồng chí Tô Hữu vượt ngục Đắc Lây, được chị em ở Giằng, Phúc Sơn, Đại Lộc nuôi dấu, thuốc thang dẫn đường đã thoát lưới mật thám trở về hoạt động. Ở Đà Nẵng, địch ra lệnh giới nghiêm, kiểm tra gắt gao trục đường quan trọng, nhưng chị em vẫn mang tài liệu mật đi liên lạc, vẫn nuôi dấu bảo vệ cán bộ, cơ quan đầu não tỉnh. Từ năm 1941 đến 1945, các tổ chức đảng ở Quảng Nam 3 lần vỡ, hàng nghìn đảng viên quần chúng bị bắt, trong đó các chị Võ Thị Thêm, Võ Thị Hồng Sâm, Trần Thị Ký, Tức Tư, Phan Thị Nể, Trần Thị Duyên, Phan Thị Đợi, Nguyễn Thị Phi, Trần Thị Thí và nhiều chị khác. Các chị đã đấu tranh kiên cường, không khai báo điều gì có hại cho cách mạng. Chị Phan Thị Nể ở Tam Kỳ 3 lần bị địch bắt, bị kết án 15 năm tù. Trong 3 năm ở nhà lao, chị đã cùng với chị em 5 lần đấu tranh tuyệt thực để đòi quyền lợi cho tù nhân. Chị Võ Thị Thêm ở Quế Sơn quyết giả câm, không khai một lời nào với địch và tự kết liễu đời mình, để lại bao nhiêu tiếc thương kính trọng cho đồng bào, đồng chí. Ở Quảng Ngãi, năm 1942, từ Căng An, Trí, Ba Tơ, đồng chí Nguyễn Đôn cùng một số đồng chí khác bắt liên lạc với gia đình đồng chí Trần Toại, gồm cụ bà và 3 con gái là Trần Thị Thuyết, Trần Thị Thoa, Trần Thị Xuân và chị Huỳnh Thị Thang, từ đó đã liên lạc được với cơ sở cũ ở Nghĩa Hành, Mộ Đức. Chị Đoàn Thị Mỹ cũng sớm liên lạc với các cơ sở này. Mùa hè năm 1942, chi bộ Căng An Trí Ba Tơ được thành lập làm nhiệm vụ tỉnh ủy lâm thời và cả ủy ban vận động quốc tịch. Chị Đoàn Thị Mỹ, một thành viên của tổ chức này, được phân công liên lạc với Quảng Nam và xứ ủy vào đầu năm 1943.
Tháng 6 năm 1943, tỉnh ủy chủ trương nhân dân ngày quốc phóng, ngày quốc khánh của Pháp ngày 14 tháng 7 đã tổ chức giải truyền đơn treo cờ đỏ sao vàng trong toàn tỉnh. Đông đảo phụ nữ tham gia. Chị Đoàn Thị Mỹ cùng với số đồng chí Huỳnh Tấu đứng ra tổ chức vận động một số cơ sở trực tiếp treo cờ ở cầu Lát, tức ở là La Hà, Tư Nghĩa. Sau đó đồng chí bị Mỹ bắt. Ở Gia Lai, tháng 8 năm 1940, và chính là đồng chí bị Pháp bắt. Ở Gia Lai, tháng 8 năm 1940, đồng chí Phan Thị Út Lâm Thị Nỡ, Phan Thị Út Lâm Thị Nỡ bị bắt. Giữa năm 1944, đồng chí Nỡ được trả tự do cùng các đồng chí Nguyễn Đắc, tức Khoa, Nguyễn Bân ở đồn điền Mộc Cạn, Trương Đình Trợ, Lý Tú ở đồn điền Biển Hồ, móc nối lại cơ sở lập các tổ chức bóng đá, bóng bàn, ca kịch cải lương, tập võ đua xe và tổ chức những cuộc đấu tranh nhỏ. Mặc dù địch khủng bố dữ dội, phong trào chống Pháp Nhật ở tất cả tỉnh miền suối đến miền núi, từ đồng nông thôn đến thành phố, thị xã vẫn phát triển rất mạnh. Đông đảo phụ nữ tham gia các cuộc đấu tranh chống địch, bắt lính, chống thuế, chống thu mua dầu dừa, đậu phụng, bông vải với giá rẻ mạt, chống cương hào quan lại ăn hối lộ. Chị em tiểu thương, tiểu chủ đấu tranh chống tăng thuế trợ, thuế môn bài, chống độc quyền thu mua tơ tằm, nước mắm. Quyết liệt nhất là phong trào đấu tranh chống bọn thương chánh, bọn liên nông thương đoàn ở Quảng Nam. Năm 1941, phụ nữ Bức Trâm, Gò Nổi, La Thọ ở Điện Bàn, Lạc Câu ở Thăng Bình tham gia đấu tranh chống thuế, chống Nhật, cướp đậu phộng, cướp bông vải. Năm 1942, nữ công dân Đại Điền Nam, Đại Điền Trung, Phú Lộc ở Diên Khánh, Phúc Thiện ở Văn Ninh, Hòn Khói ở Ninh Hòa cùng chồng con chống Nhật, thu bông vải, niêm phong khung cửa, chị em cất giấu bông dưới hầm, trong vách đôi, tổ chức dệt vải trong làng hay ở rẫy rừng để có canh gác. Thanh niên vũ trang gầy gộc đánh bọn Lý Trưởng, Lý Hưng dẫn Nhật đi cướp bông vải. Đặc biệt, phong trào đấu tranh của công nhân từ năm 1940 diễn ra rất sôi nổi dưới nhiều hình thức: lạm công, bãi công, đòi quyền sống ở khắp các địa phương, các đồn điền xí nghiệp. Ở Khánh Hòa, nữ công nhân sở khai thác gỗ Đá Bàn tham gia phá nhà trụ sở, đánh tên quản lý, chống khủng bố. Công nhân, nữ công nhân Hà Mít lạm công lấy nguyên vật liệu phá hoại máy móc, gây thiệt hại lớn cho nhà máy. Ở Gia Lai, tại đồn điền chế Đắc Đoa đầu năm 1940, dưới sự lãnh đạo của một số đảng viên, cuộc đình công của toàn thể công nhân đòi tăng lương, giảm giờ làm, chống bớt xét tiền lương, đòi giải quyết nhà ở, thuốc men và lương thực. Bọn chủ hứa phải giải quyết. Các phường cứu tế đỏ ở các đồn điền của Hiền, Biển Hồ vẫn được củng cố và phát triển. Ở Lâm Đồng, từ năm 1941 đến tháng 8 năm 1945, cơ sở đảng bị đánh phá nhiều lần, có lúc không có sự lãnh đạo trực tiếp của đảng, nhưng không chịu nổi áp bức bóc lột của Nhật, Pháp, công nhân liên tiếp nổi dậy đấu tranh. Công nhân các đồn điền chè, cà phê Bảo Lộc, Crest, Phinum và các đồn điền khai thác Nghĩa Thông, Chosnen, Kenya, sân bay Liên Khương, nhiều người đã tự động bỏ việc, phá kho, bắt trói đốc công, đánh chết cái ký chủ đồn điền, gây thiệt hại lớn và có tiếng vang mạnh mẽ. Các cuộc đấu tranh trên là nổ ra liên tiếp và đều khác, trong đó nhiều nơi khá đông là nữ công nhân, đã làm cho kẻ thù phải lúng túng và lo sợ. Tiêu biểu và mạnh mẽ nhất là cuộc đấu tranh của công nhân hãng dệt Đơ Linh Nhông ở Bình Định, nơi tập trung hàng ngàn lao động nữ. Tên chủ hãng dùng nhiều thủ đoạn tàn bạo bóc lột sức lao động của công nhân, điều kiện làm việc rất tồi tệ, không đảm bảo sức khỏe và an toàn lao động, thời gian thay nghén sinh để bị cúp lương, sa thải, lương vốn bẹn vẹ, nay là bị chủ thường xuyên đánh đập, chỉ mắng, làm nhục. Đầu năm 1942, không những không cải thiện mà còn đánh đập tàn nhẫn một số nữ công nhân khi họ phản đối chế độ lao động bất công. Phẫn uất trước hành động của chủ hơn 5 chị em chủ phân xưởng, chị em ở phân xưởng dệt nhất loạt bỏ việc, kéo lên đấu tranh với hàng chủ, với chủ hãng đưa yêu sách
không được đánh đập. Cúp phạt thợ tăng 20% lương cho công nhân, ngày làm việc không quá 8 giờ. Cuộc đấu tranh đã lôi cuốn toàn bộ công nhân trong hạt tham gia. Bọn chủ phải kêu cứu công sứ Quy Nhơn và tri huyện Bình Khê đưa lính đến đàn áp. Công nhân không những không khuất phục mà lại càng kiên quyết hơn. Cuối cùng, bọn chủ phải chấp nhận yêu sách của công nhân. Cuộc đấu tranh thắng lợi không những mang lại quyền lợi cho công nhân mà còn góp phần hạ uy thế của bọn đế quốc và tay sai ở địa phương, tạo điều kiện cho phong trào cách mạng đi lên. Phong trào cách mạng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Từ cuối năm 1944, chiến tranh thế giới lần thứ hai đã bước vào giai đoạn kết thúc để độc chiếm Đông Dương. Đêm ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật tiến hành đảo chính Pháp. Thấm nhuần nghị quyết Trung ương lần thứ 8 lại càng tại Trăng An Trí Ba Tơ. Đêm mùng 10 tháng 3 năm 1945, tỉnh ủy Lâm Thời Quảng Ngãi nhận định đây là thời cơ thuận lợi nên quyết định lãnh đạo của khởi nghĩa vũ trang và chính quyền tại Châu Lị Ba Tơ, đồng thời phát động phong trào cách mạng rộng khắp toàn tỉnh, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng căn cứ, phát động cao trào của Nhật chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trong toàn tỉnh. Ngày 11 tháng 3 năm 1945, khởi nghĩa Ba Tơ thắng lợi. Ủy ban nhân dân cách mạng Lâm Thời Châu Ba Tơ, sau này đổi thành huyện, đã được thành lập. Đội du kích Ba Tơ ra đời. Đây là một sự kiện lớn, cổ vũ mạnh mẽ không những đối với phong trào cách mạng ở Quảng Nam, ở Quảng Ngãi mà các tỉnh Nam Trung Bộ. Sau ngày Nhật đảo chính, khắp các tỉnh Nam Trung Bộ có phong trào đấu tranh đòi thả tù chính trị trước sức ép của nhân dân và nhất là anh em tù chính trị. Nhiều đồng chí được trả lại tự do, trong đó có một số chị em phụ nữ. Ra khỏi tù, các đồng chí lại tiếp tục hoạt động cách mạng. Đây vốn là điều rất quý của Đảng, nguồn bổ sung rất quan trọng cho phong trào cách mạng nói chung và phong trào của nói riêng. Từ đó, không khí chuẩn bị khởi nghĩa ngày càng sôi nổi, nhất là các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Thanh Hóa. Chương trình điều lệ của Việt Minh của các đoàn thể, trong đó có Đoàn Phụ nữ Cứu Quốc, lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc được phổ biến tương đối rộng rãi, khẩu hiệu truyền đơn giải ở khắp các thành thị nông thôn. Bên cạnh báo Cứu Quốc, Cờ Giải Phóng của Trung ương, các báo của địa phương như Giải Phóng của Quảng Nam, Trơn Độc Lập của Quảng Ngãi, Việt Nam của Khánh Hòa đã tuyên truyền cổ vũ mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân. Mặt trận Việt Minh, các đoàn thể phát triển nhanh, thu hút cả nông công nhân, học sinh, tiểu thương, tiểu tư sản chính thức, một số địa chủ nhỏ, các tôn giáo, nhất là tín đồ sứ sãi Phật giáo, một số ngụy quân ngụy quyền Hoa Hoang, số khác đã tìm bắt liên lạc với Việt Minh. Tháng 5 năm 1945, chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta của Thương vụ Trung ương đã ra ngày 12 tháng 3 năm 1945 mới về đến một số tỉnh của Nam Trung Bộ. Chỉ thị này nhận định phát xít Nhật là kẻ thù chí, kẻ thù trước mắt, cần thay đổi mọi hình thức tuyên truyền, cổ động, tổ chức và đấu tranh cho hợp với thời kỳ tiền khởi nghĩa, động viên mau chóng quần chúng nhân dân lên mặt trận cách mạng, tập diệt quần chúng mạnh dạn tiến lên tổng khởi nghĩa. Thực hiện chỉ thị của Đảng, phong trào cách mạng của nhiều tỉnh Nam Trung Bộ đã chuyển hẳn sang cao trào tiền khởi nghĩa. Hoạt động của chị em phụ nữ cũng được dồn dập cho nổi hơn bao giờ hết. Nhiều nơi chị em cán bộ tuyên truyền xung phong phổ biến ký tức thời sự, đập lại luận điệu độc lập giả hiệu của Nhật, giải truyền đơn, dán áp phích, vận động phụ nữ tham gia meeting biểu tình. Khắp các đoàn thể phụ nữ là lực lượng chủ yếu lo vận động quyên góp lương thực, thuốc men, vải vóc, tiền bạc v.v. để ủng hộ cách mạng, nuôi đội quân du kích Ba Tơ ở Quảng Ngãi và Vũ Hùng ở Quảng Nam và đội tự vệ du kích ở các địa phương. Chị em còn vận động quyên tiền, tiền bảo đại, đồng sắt để mua sắm rèn đúc vũ khí cho lực lượng vũ trang còn non trẻ và thiếu thốn. Đến tháng 5 năm 1945, phong trào cách mạng Nam Trung Bộ phát triển nhanh chóng chưa từng có, nhất là các tỉnh đồng bằng ven biển. Đoàn thể phụ nữ cũng đã lớn lên từng ngày, nhiều tỉnh thành đã hình thành các hệ thống từ xã đến tỉnh và có cơ sở ở hầu khắp các thôn, thành phố, nhà máy, cơ quan, trường học. Ở Quảng Nam, vào tháng 5 năm 1945, tỉnh ủy chỉ định ban phụ vận Lâm Thời do đồng chí Phan Thị Nể làm trưởng ban. Tháng 6 năm 1945, đồng chí Nể được bổ sung vào tỉnh ủy Lâm Thời
kiêm phụ trách binh vận. Đến tháng 7 năm 1945, ban phụ trách vận các huyện Đại Lộc, Hòa Vang, Tam Kỳ, Điện Bàn, Hội An được thành lập. Toàn tỉnh Quảng Nam đã có trên 200 cán bộ, 1.900 hội viên phụ nữ cứu quốc và hàng nghìn trẻ em cảm tình với Việt Minh. Để tăng cường cho vị trí chiến lược quan trọng, tháng 5 năm 1945, đồng chí Nguyễn Thị Phi được tỉnh ủy Quảng Nam điều ra Đà Nẵng. Đến tháng 7 năm 1945, đồng chí Phi tham gia Ủy ban Việt Minh và thành ủy lâm thời phụ trách trưởng ban phụ vận thành phố ở Quảng Ngãi. Sau khởi nghĩa Ba Tơ, tháng 3 năm 1945, phong trào phụ nữ cứu quốc đã có cơ sở hầu hết địa phương. Đồng chí Phạm Thị Tinh được bổ sung vào ban vận động cứu quốc của tỉnh và tỉnh ủy lâm thời phụ trách công tác phụ nữ. Tháng 4 năm 1945, tỉnh ủy chỉ định ban chấp hành lâm thời phụ nữ cứu quốc do đồng chí Phạm Thị Tinh làm bí thư. Từ tháng 8 năm 1945, ban chấp hành lâm thời phụ nữ cứu quốc từ xã đến tổng huyện đều được thành lập. Số hội viên phụ nữ toàn tỉnh là từ 20.000 đến 40.000 người. Ở Bình Định, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Vận động Cứu quốc và Ủy ban Vận động Việt Minh, tháng 6 năm 1945, Đoàn Phụ nữ Cứu quốc tỉnh ra đời. Hội nữ công nhân Cứu quốc các xưởng dệt An Thái, Đê Linh Nhông được thành lập. Tháng 7 năm 1945, các đoàn thể Cứu quốc hoạt động rầm rộ, nhiều nơi đã có những làng tổng hoàn toàn, mạnh nhất là các huyện Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phú Mỹ, An Nhơn. Ở Khánh Hòa, đầu năm 1945, chị Hoàng Thị Ái Hoát được giao nhiệm vụ làm trưởng ban phụ vận. Chị cùng với các chị trong ban là Lê Thị Xuân Yêm, Võ Thị Ngọc Thưởng đã phát triển được 40 cơ sở ở Nha Trang, Vĩnh Sương, Diên Khánh. Từ tháng 5 năm 1945, ta lợi dụng tổ chức đoàn thanh niên tiền tuyến của chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim để tuyên truyền giáo dục tinh thần yêu nước, chương trình đường lối của Việt Minh, diễn kịch quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc. Trong tổ chức này, khá đông nữ thanh niên tham gia, nhất là ở Nha Trang. Trước tháng 3 năm 1945, ở Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Viên, Đồng Nai Thượng, do cơ sở đảng đánh phá liên tục, phong trào gặp nhiều khó khăn. Từ tháng 5 năm 1945, một số đồng chí ở tù đã chấp nối cơ sở xây dựng phong trào, thành lập Ủy ban Việt Minh lâm thời và các đoàn thể quần chúng. Ở Bình Thuận, đồng chí Nguyễn Thị Dung, tức Trần Thị Ân, ở tù ra vừa lo xây dựng cơ sở và cùng chị Trần Thị Ti, tức là bà Thừa Công, hoạt động tài chính. Các đồng chí Trần Thị Điểm, La Anh Sơn, Trần Thị Xuân Phương, Lưu Thị Vĩ, Nguyễn Thị Khánh Lan, Nguyễn Thị Cảnh đã tổ chức nhiều cuộc nói chuyện vận động nhân dân ủng hộ Việt Minh và Trần độc lập bánh vẽ của Nhật. Nhà đồng chí Nguyễn Thị Quán vẫn là cơ sở cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh hoạt động. Ở Lâm Viên, các đồng chí Phạm Thị Hồng, Nguyễn Thị Năm đã tổ chức được một số phụ nữ cứu quốc và xây dựng đội nữ tự vệ 30 người. Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và nhất là Đắk Lắk, trước ngày 19 tháng 3 năm 1945, các đồng chí tù chính trị đã móc nối xây dựng cơ sở bên ngoài các đồn điền trong nhân dân lao động thị xã. Phong trào truyền bá quốc ngữ, tương tế ái hữu, chống sâu thuế vẫn duy trì trong đồng bào kinh thường. Phụ nữ tham gia khá đông. Từ tháng 4 năm 1945, sau các cuộc đấu tranh đòi thả tù và các cuộc đón tiếp tù được tổ chức rất trọng thể, phong trào Việt Minh phát triển nổi bật. Ở đâu cũng có sôi sục khi thế đánh Nhật giành chính quyền ở đồn điền Cai Gia, Đắk Lắk. Tổ chức Việt Minh ban đầu gồm 9 đồng chí, trong đó có đồng chí Trần Thị Thủy. Sau đó phát triển khá đông trong năm nữ thanh niên cả kinh và thường ở thị xã và các buôn làng. Lực lượng thanh niên trong các đồn điền có đến 60 đến 70 người, tổ chức thành 2 trung đội, trong đó một trung đội nữ do chị Bảy, tức ở Cầu Đất, và chị Thống phụ trách. Ở Gia Lai, sau khi bắt liên lạc với tỉnh Bình Định và đồng chí Trần Gen, chương trình Việt Minh được phổ biến nhiều nơi, tổ chức công nhân cứu quốc cả nam và nữ được phát triển ở các đồn điền Bầu Cà, Sắc Cô, Ia Châm, Biển Hồ. Một nét đặc biệt trong thời kỳ tiền khởi nghĩa là đông đảo chị em, kể cả chị em trung niên, một số các bà lớn tuổi đã tham gia tập võ, luyện tập quân sự, nữ thanh niên tham gia du kích tự vệ, có nơi lập đơn vị toàn nữ. Riêng ở Quảng Ngãi,
Cho đến trước ngày khởi nghĩa có 200 đội nữ du kích với gần 100 hội viên đã tham gia biểu dương lực lượng cướp chính quyền ở tỉnh Lị. Ở Quảng Nam, tổ chức nữ tự vệ tuy chưa đều khắp các xã nhưng huyện nào cũng có, nhất là ở Quế Sơn và Tam Kỳ. Trong những ngày đầu tháng 8 năm 1945, phụ nữ đội tự vệ du kích luôn trong tư thế sẵn sàng. Phụ nữ khắp tỉnh bí mật mai cờ, viết biểu ngữ, nấu đông xương, in truyền đơn, tài liệu, tự tạo vũ khí, chuẩn bị dự trữ lương thực, thực phẩm, lập tổ cứu thương, chuẩn bị cướp chính quyền. Từ đây, cách mạng chuyển lên cao, ngụy quân, ngụy quyền rêu rã, nhiều nơi nhân dân làm chủ địa phương. Trong không khí sôi sục cách mạng, được tin Nhật đầu hàng đồng minh, mặc dù chưa nhận được lệnh của Trung ương, nhưng căn cứ vào nghị quyết Trung ương lần thứ 8 và chỉ thị ngày 12 tháng 3 năm 1945 của Thường vụ Trung ương, ngày 14 tháng 8 năm 1945, tỉnh ủy Lâm Thời và Ủy ban Vận động Quốc quốc tỉnh Quảng Ngãi quyết định phát động toàn dân vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Với lực lượng chính trị và vũ trang hùng hậu trong tỉnh, cách mạng đã nổ ra như nước với bờ. Từ chiều ngày 14 đến 17 tháng 8 năm 1945, toàn bộ chính quyền từ xã đến tỉnh, kể cả đảo Lý Sơn đều thuộc về tay nhân dân. Ở Quảng Nam, sau khi xem xét tình hình, tỉnh ủy quyết định khởi nghĩa trước Hội An vào sáng ngày 18 tháng 8, và chỉ một ngày sau đó, 8 phủ huyện tỉnh đã giành chính quyền. Ở Khánh Hòa, được tin Nhật sắp đầu hàng đồng minh, tỉnh ủy Lâm Thời họp khẩn cấp vào ngày 12 tháng 8 năm 1945, quyết định giành chính quyền ở các huyện trước, và ngày 19 tháng 8, cuộc khởi nghĩa ở tỉnh Lị, Nha Trang đã được tiến hành rầm rộ với hàng vạn người tham gia. Việc khởi nghĩa giành chính quyền ở ba tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Khánh Hòa cùng với cao trào khởi nghĩa trong cả nước đã tác động mạnh mẽ đến các tỉnh của Nam Trung Bộ. Từ ngày 23 đến 25 tháng 8, các tỉnh đều lần lượt khởi nghĩa, gồm có Bình Định, Gia Lai, Lâm Viên ngày 23 tháng 8 là Đắk Lắk và Kon Tum ngày 24 tháng 8, Phú Yên, Bình Thuận ngày 25 tháng 8 và Lai Thường tổ chức biểu tình tỉnh ủy khởi nghĩa vào ngày 24 tháng 8, nhưng vì chưa chuẩn bị kỹ nên ngày 28 tháng 8 mới thành lập được chính quyền cách mạng. Thành phố Đà Nẵng là nơi quân Nhật tập trung hơn 5.000 tên. Sau khi vận động, quân Nhật thái độ trung lập. Ngày 26 tháng 8, toàn thể nhân dân thành phố đã nhất tề nổi dậy giành thắng lợi trọn vẹn. Như vậy, chỉ trong vòng 12 ngày, cuộc khởi nghĩa ở Nam Trung Bộ đã hoàn toàn thắng lợi. Toàn bộ chính quyền từ tỉnh, thành phố, huyện, tổng, xã đều về tay nhân dân. Để tranh thủ thời cơ, lệnh khởi nghĩa thường là khẩn cấp, có khi trước một ngày một đêm. Nhưng tất cả đều sẵn sàng, hàng vạn phụ nữ với nhân dân cả kinh thượng đủ các tầng lớp với vũ khí thô sơ tự tạo, băng cờ, biểu ngữ, trùng trục điệp kéo về dì mít tinh tại cuộc vận động hay một nơi quy định khác ở thị xã, rồi kéo nhau đi chiếm cơ sở cơ quan đầu não của ủy quyền giải phóng nhà Lào. Trong không khí bừng bừng khí thế, nhân dân tập hợp hàng ngũ chỉnh tề chào mừng ủy ban nhân dân cách mạng Lâm Thời, xúc động và nghiêm trang chào quốc kỳ cờ đỏ sao vàng tượng trưng cho niềm tự hào của đất nước Việt Nam giải phóng. Các đội du kích Ba Tơ Quảng Ngãi, nữ tự vệ Hội An Đà Nẵng ở Quảng Nam, Nha Trang Khánh Hòa, có Duối La Hai ở Phú Yên, Phan Thiết ở Bình Thuận, cắt tóc ngắn, đội mũ ca lô, mặc quần sóc, vai mang gươm, súng kiếm, nghiêm túc chỉnh tề, vừa làm nhiệm vụ trật tự trị an, vừa biểu dương lực lượng ở Quảng Ngãi. Trước và sau khi giành chính quyền, một số nơi chị em tham gia đánh Nhật, thu súng bắt tù binh, trấn áp Việt gian phản động. Ở các tỉnh, ta đã tranh thủ thuyết phục sĩ quan Nhật, tỉnh trưởng và đầu não bộ máy ủy quyền. Chị Phan Thị Nể, tỉnh ủy viên Quảng Nam, phụ trách binh vận, lôi kéo được nhiều binh lính ở Hội An ngã các cách mạng. Chị Lê Thị Oanh, một cán bộ cơ sở ở Quy Nhơn, đã diễn thuyết phục tên cò trưởng đồn bảo an, làm cho cuộc khởi nghĩa nhanh chóng trọn vẹn không đổ máu. Khởi nghĩa tháng 8 thành công, chính quyền cách mạng được thành lập, một số chị em được bầu vào ủy ban nhân dân cách mạng Lâm Thời, hầu hết được phân công phụ trách kinh tế xã hội. Chị Phan Thị Nể ở Quảng Nam, chị Hoàng Thị Ái Hoát ở Khánh Hòa, Phan Phạm Thị Hồng ở Lâm Viên, chị Hoàng Thị Nhớ ở thị xã Quy Nhơn, chị Lê Thị Xuyến ở Quảng Nam được vinh dự bầu vào ủy ban nhân dân cách mạng Lâm Thời Trung Bộ. Để tiếp tục phong trào phát huy thắng lợi khởi nghĩa, xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, các tỉnh đã tổ chức lập hội nghị đại hội thành lập và kiện toàn ủy ban Việt Minh các cấp. Nhiều chị được tín nhiệm bầu vào làm ủy viên ủy ban Việt Minh phụ trách phong trào phụ nữ, như các chị Phạm Thị Trinh ở Quảng Ngãi, Nguyễn Thị Phi ở Đà Nẵng, Nguyễn Thị Trác ở Phú Yên, Hồ Phi ở Ninh Thuận,
Nguyễn Thị Dung, tức Ân ở Bình Thuận. Trong những ngày khởi nghĩa, chị em sung sướng, phấn khởi đến quên ăn quên ngủ, say sưa hồi hộp, biểu tình, nhiệt tình, hăng hái tham gia công tác cách mạng, hoạt động xã hội. Mất Nguyễn Thị Dung ở tỉnh huyện, biểu tình ở tổng xã, lập chính quyền, gia nhập sinh hoạt các nhóm đoàn thể cứu quốc, vào dẫn quân tự vệ, ngày đêm canh phòng còn phản động, ngóc đầu dậy, sẵn sàng tham gia vào công tác để xây dựng bảo vệ chính quyền mạng. Thế kỷ 30 1945 là giai đoạn lịch sử quan trọng đánh dấu một bước phát triển có tính chất quyết định của cách mạng Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời. Tổng khởi nghĩa tháng 8 thành công, chấm dứt nghìn năm cai trị và bóc lột của chế độ phong kiến thực dân, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc, kỷ nguyên của độc lập, tự do và hạnh phúc cho toàn dân. Suốt 15 năm đấu tranh kiên cường dưới sự lãnh đạo của Đảng, lúc cao trào như thoái trào, lúc tương đối thuận lợi như lúc cực kỳ khó khăn, phụ nữ Nam Trung Bộ góp phần xứng đáng tạo nên thắng lợi huy hoàng của cách mạng tháng 8 năm 1945. Cùng với sự nghiệp giải phóng dân tộc, sự nghiệp giải phóng phụ nữ cũng giành được những thắng lợi, thực hiện nam nữ bình đẳng. Nhiều ràng buộc của xã hội cũ đối với phụ nữ đều bị bãi bỏ. Từ đây, phụ nữ được đổi mới, từ những người nô lệ của nô lệ trở thành người chủ thực sự của đất nước, của xã hội, của gia đình. Ước mơ ngàn đời của phụ nữ Việt Nam đã bắt đầu thành thực. Do đó, chị em không tiếc sức mình để xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch. Cũng trải qua 15 năm ấy, tổ chức phụ nữ từng bước được hình thành và phát triển thành hệ thống dưới sự lãnh đạo thống nhất từ cơ sở đến tỉnh, đã tập hợp và vận động mọi lực lượng, mọi tầng lớp phụ nữ cùng tham gia một trận quyết chiến, quyết thắng, giành chính quyền. Cũng trải qua 15 năm đấu tranh và oanh liệt ấy, một lớp cán bộ phụ nữ đông đảo được rèn luyện thách qua các phong trào đấu tranh cách mạng đã vùng lên dưới ngọn cờ của Đảng bất chấp khó khăn nguy hiểm, dù trong những công việc âm thầm lặng lẽ như giao thông liên lạc, nuôi dấu cán bộ. Đến khi đấu tranh trực diện dưới lề lê hòng súng của kẻ thù, khi bị địch bắt cũng như trong tù ngục, chị em vẫn kiên định con đường đã chọn, son sắt một lòng, kiên trung bất khuất. Đó là vốn quý của Đảng, phong trào cách mạng ở địa phương. Qua đó, nhiều chị đã trở thành đảng viên, những cán bộ lãnh đạo có năng lực, có nhiều công hiến xuất sắc, làm nòng cốt cho các giai đoạn cách mạng sau này. Kính thưa các bạn, tôi vừa trải qua 3 video nói về phụ nữ Nam Trung Bộ từ giai đoạn 1930 đến 1945. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi đến chương trình này. Một lần nữa, chúng tôi muốn nhắc lại rằng ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, con người sinh ra đều được bình đẳng và bình đẳng về quyền lợi, về nghĩa vụ. Và đúng như vậy, ở Việt Nam, những nỗ lực của Đảng đã đem đến cho phụ nữ những tươi mới, thoát khỏi ách nô lệ xiềng xích và chế độ phong kiến, và tạo dựng một cuộc đời mới, một suy nghĩ mới để vươn đến những cách mạng tiếp theo. Các bạn thấy hay thì nhớ chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.